em Thảo Đầu Bẫy gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác. Một cái lô cạm chín tuyệt đẹp và đây là dòng cạm kiềng chuyên nghiệp dành cho các bác nhà mình đi bẫy chuột đồng. Thì với cái dòng kẹp này thì đơn vị em đang đóng gói để gửi cho khách. Dòng kẹp này em sẽ quay thật gần để các bác nhà mình được xem nhé. Kẹp chín anti này thì đây là mẫu kẹp nhà em đặt làm, cho nên là mẫu kẹp rất chi là chắc chắn và đẹp, dày. Mỗi một cái kẹp này khi các bác mua về thì đều có bàn đĩa tôn hết rồi, các bác chỉ việc đánh thôi. Để em sẽ quay thật gần nhé. Và một cái lô kẹp rất nhiều em đang đóng hàng để gửi tới tận nhà các bác trong cái dịp đi bẫy chuột của năm nay. Kẹp này thì khi các bác chọn kẹp này, các bác nhớ phải chọn cái kẹp mà cái phần đĩa này có hai chốt đinh nó mới chắc chắn mới đẹp nhá. Và cái phần trên cái bản thép này, cái sắt của nó sẽ phải dày dặn, đấy, bóng như này. Và cái phần thép khung của nó rất là dày dặn. Với cái mẫu kẹp này của đơn vị em thì các bác có thể sử dụng hết năm này qua năm khác. Dòng này sẽ là gọi là kẹp 9cm, kẹp chân chuột đồng. Và sẽ kẹp được con tầm độ 1kg đổ lại. Mẫu kẹp này thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc nhé. Để bác nào mà đang xem video mà đang có nhu cầu về dòng kẹp cặp kiềng 9cm, cứ liên hệ trực tiếp tới đơn vị em qua đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác. Ở cái video hôm nay thì không biết là có bác nào chưa biết rằng lên cạm không, em sẽ hướng dẫn qua một chút cái cách lên cạm nhé. Còn đối với các bác mà dùng rồi ý, các bác chỉ cần thao tác mấy giây thôi các bác đã lên được một chiếc kẹp này, rất chi là dễ nhé. Ê, anh trời ơi, em sẽ lên ngay chiếc kẹp này đây để các bác nhà mình mới chơi sẽ biết. Đầu tiên sử dụng một chiếc kẹp như thế này. Cái này rất dễ nhá, các bác hãy chỉnh cái phần móc khóa này. Đây, cài như này nha các bác nhá. Đấy, và như vậy thì đã là xong, lên xong một chiếc kẹp. Và với cái kẹp này các bác sẽ để đúng ở cái lối đường đi của con chuột. Nó sẽ dẫm chân vào đây, nó sẽ kẹp chân nhá. Các bác đi đánh chuột nó sẽ không bị chết đâu, mà nó chỉ kẹp chân thôi, giúp cho con chuột của bác vẫn sống. Và với một đêm mà có một bác sử dụng 100 chiếc kẹp này, một đêm các bác đánh được chục con chuột luôn. Và em thấy cái kẹp thì rất chi là rẻ, và chuột thì các bác đánh được rất đắt. Và đây là mẫu hàng kẹp đặt, nó sẽ khác hẳn với bình thường khi các bác mua trên thị trường. Đấy, các bác mà đã xem được cái video này mà đang quan tâm tới bẫy chuột, bẫy kẹp 9cm, cứ liên hệ trực tiếp tới em nhé. Bây giờ em sẽ cho nó sập cái kẹp này, cực kỳ là nhạy nha các bác nhá. Đấy, khi động một cái nó sẽ kẹp luôn chân con chuột vào bên trong này. Và với một chiếc kẹp này thì nó sẽ giữ chắc, con chuột sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Và cái phần hôm nay rất nhiều bác yêu cầu em là cái lẫy này phải chắc chắn, phải cứng này. Hôm nay thì sẽ đạt yêu cầu đối với tất cả các bác nào mà khó tính nhất đang chơi cái dòng kẹp chín này. Đấy các bác nhìn, với cái mẫu kẹp chín này thì đây là một cái dòng kẹp đẹp nhất mà từ trước đến nay đơn vị em đặt hàng. Đấy, và đơn vị em đợt này sẽ chuyên nghiệp về dòng kẹp 9cm, sẽ gửi cho các bác cái mẫu đẹp nhất như trên hình các bác xem như này. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Cứ mua từ 10 cái trở lên là em đã gửi rồi. Mua 10 cái thì các bác sẽ chịu mất 30.000 tiền phí ship. Còn nếu như các bác mua từ 50 cái thì em sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Đấy, và các bác cứ mua số lượng càng nhiều thì đơn vị em sẽ đóng gói và giá sẽ rất chi là tốt để gửi đến tận nhà các bác. Mẫu kẹp 9cm của đơn vị em Thảo thì là một cái mẫu kẹp đặc biệt để các bác nhà mình sử dụng lâu bền và vô cùng là hiệu quả luôn các bác nhé. Đấy, rất nhiều những cái phản hồi hay qua những cái mẫu kẹp của đơn vị em. Ngoài những cái dòng kẹp này ra, đơn vị em còn có kẹp 12cm, 14, 16, 18, 20. Các bác cần mẫu nào hãy vào Zalo của em là 0865692498, 0943609983. Hai đầu số điện thoại để em tư vấn và sẽ gửi tới tận nhà các bác khi các bác có yêu cầu về dòng cạm kiềng bắt chuột đồng hiệu quả nhất này. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ tới shop em. Hẹn gặp lại các bác một cái video sau. Đây, những cái đơn hàng em đang đóng gói để gửi cho các bác đấy. Rất cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác vào một cái video sau thì em sẽ chi tiết nhiều hơn tới những cái dụng cụ của đơn vị em để các bác mình được tham khảo. Cảm ơn các bác ạ.